với mong muốn tuyên truyền, giáo dục, trang bị những kiến thức, hiểu biết về an toàn giao thông cho thiếu nhi và cộng đồng. Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Lào Cai với an toàn giao thông và truyền thông về an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi thiếu nhi Lào Cai với an toàn giao thông do Ban An toàn Giao thông tỉnh và trường tiểu học thị trấn Bát Sát tổ chức là hoạt động vô cùng bổ ích và lý thú với các em học sinh và cả các thầy cô giáo. Tham gia cuộc thi, các em được cùng nhau vẽ tranh và tìm hiểu luật giao thông qua trò chơi rung chuông vàng. Cháu có thể biết được nhiều hơn về an toàn giao thông khi đi trên đường. Cháu có thể hiểu được hiệu lệnh của biển báo. Và khi ở nhà, cháu có thể tuyên truyền cho người thân và gia đình của cháu về an toàn giao thông. Đầu giờ ấy, thì ban chỉ huy liên đội sẽ thay nhau đứng ở cổng trường để nhắc các bạn nào mà chưa thực hiện tốt, ví dụ như là đội mũ bảo hiểm này, hoặc là ở trong đấy bố mẹ chở đi có chở ba và đi xe đạp mà các bạn ấy chưa đi đúng lề đường. Qua phân tích của ngành y tế tỉnh, trong các vụ tai nạn giao thông nhập viện điều trị trên địa bàn tỉnh trong 2 năm qua, nạn nhân ở lứa tuổi thanh thiếu niên là 299 người trên 1.342 người, chiếm 22,2%. Trong đó có 151 trường hợp là học sinh, sinh viên. Cùng với đó là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến. Chính vì vậy, tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông là việc làm cần thiết. Những hình thức truyền thông mới, thông qua các trò chơi, vẽ tranh sôi nổi, hấp dẫn như thế này, giúp học sinh tiếp thu những nội dung của luật giao thông đường bộ một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông, các chính quyền địa phương để tăng cường, đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Mục tiêu là tuyên truyền sâu rộng cho các đối tượng để đảm bảo tham gia giao thông an toàn. Không chỉ mang tính cổ động tuyên truyền, cuộc thi thiếu nhi Lào Cai với an toàn giao thông còn là một cơ hội để học sinh Lào Cai được phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình, giúp các em rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.